Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án nhận 3.000 token TRDC nhé, tương đương với 3 đô la. Và để tham gia dự án này mọi người hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm nhiệm vụ chatbot. Rồi ok, mọi người bấm Start, bấm Join Airdrop, làm các nhiệm vụ. Join vào Telegram. Quay trở lại. Tiếp tục. Rồi, ok. Follow Twitter, like, retweet và comment bài đăng với hashtag là TRDC nhé. Mọi người chọn theo dõi này. Like này, comment bài đăng này. Trả lời này. Rồi, mọi người bấm retweet này, trích dẫn tweet này. Các bạn gắn hashtag đi. Thăng này. TRDC à. Đúng không? TRDC, ok. Bấm tweet lại. Rồi, quay trở lại bot. Rồi tiếp vào Telegram này. Follow và retweet lại bài đăng ở trên kênh liên kết của Telegram nhé. À, của Twitter nhé. Rồi, ok. Mọi người chọn cái bài đăng của TRDC. Đây nhá. Mọi người like và retweet lại bài đăng này. Rồi ok, quay trở lại post. Chạy đâu rồi? Rồi mọi người bấm vào registration này, sau đó chọn captcha này. Nhập email này. Nhập địa chỉ ví này. Nhập profiling của Twitter này. Nhập cái đường link retweet này, các bạn bấm luôn vào đây nhé để sao chép cái đường link retweet này vào đó. Rồi ok. Bấm vào I have a joy này. Tiếp tục này.
bên menu này, kiểm tra này. Ok, vậy là như vậy là mọi người đã nhận được 3.000 cái token TRDC nhé. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án nhận 3.000 token TRDC. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.